Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và con lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa chị Ba cùng với tất cả các anh chị đại diện trong gia tộc cũng như chủ sự của ngài chánh lễ kỷ niệm đáo lễ hàng năm cho thân phụ. Kính thưa các bậc lão thành, thưa cô bác cùng toàn thể chị em. Trong buổi sáng hôm nay cũng nhân vào cái ngày mùng 7 tháng 8 năm Giáp Thìn, chính thức ngày quý tế đáo lễ hàng năm, coi như lễ cúng dỗ cho thân phụ của chủ gia. Sau khi nhận được lời mời trực tiếp hoặc có số cô bác anh chị em và gián tiếp, quý vị mình cũng dính chút thời gian quý báu để đến đây trước là để cùng với gia đình đó tròn câu hiến nghĩa đối với người quá cố đã ra đi. Thì xin thưa toàn thể quý vị, Đức Phật chỉ dạy sống trong cuộc đời này, con người có được xác thân là nhờ tinh cha và huyết mẹ. Nhưng lớn lên đó, chúng ta phải nhờ cái dòng sữa ngọt nó dắt từ máu của con tim mẹ đã nuôi chúng ta từ thở bé cho đến lúc trưởng thành. Cái thứ hai đó, tôi bắt chúng ta ai ai cũng phải nhờ cái dòng sữa mặn, tức là dắt từ những giọt mồ hôi và những dòng nước mắt của cha mình. Nếu chẳng may gặp thiên nghèo túng, cha phải chạy lo làm lụng tơi bời, đêm ngày hao sức tổn hơi chịu phần đổi khác để thời nuôi con. Thế nên Đức Thánh dạy là ăn chay niệm Phật bốn mùa, dù đi hàng vạn ngôi chùa gần xa cũng không bằng Phật tại gia. Đó là hãy đấng mẹ cha sanh thành, bá gia hãy ráng làm lành. Dạ đó, vậy thì bây giờ đó là một người tín đồ mang đạo ở tại gia cư sĩ học Phật tu nhân trong chương trình đền đáp tứ đại trọng ân. Lúc cha mẹ còn sống, cô bác chúng ta gắng lo dưỡng nuôi báo hiếu, và lúc ông bà tổ tiên cha mẹ mất, chúng ta có bổn phận phải tu cầu để sau khi cô bác chúng ta giải thoát cứu giới của quyền thất tổ, tức là ráng tu đắc đạo cứu cụ quyền thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, hay là tu cho kẻ bạo khiêm nhường vừa đẹp lòng cha mẹ mà cụ quyền trời trong. Thì hôm rồi con có trở về đây ở tại làng Long Khánh, ở tại Hồng Ngự của mình một lần. Lần rồi đó là con đi về hôm tháng 9, tức là đám giỗ của bà mẹ. Thì hôm nay đó lại được cô bác anh chị em mình tham dự và ủng hộ trong chương trình cái ngày đám giỗ của ông cha. Thì thưa toàn thể quý cô bác anh chị em, theo con được biết thì ở trong gia đình đó, chị hai nghe nói quý vị thứ hai đã mất rồi, còn có chị thứ ba cùng với tất cả các chị mà giờ đây thì cái cơ nghiệp đâu đó đã được viên mãn. Cho con kiến thức trong đầu để con kiếm cách làm giàu mới hay, cho con tiền bạc đất đai con không biết giữ rồi trắng tay mấy hồi. Nếu ông bà tổ tiên cha mẹ mà để lại đất đai giường tựa thì nếu con không biết giữ là tạ thực sơn băng, ngọn chỗ ăn núi nó còn lỡ. Còn hôm nay đó, mặc dù gia đình đó của ông bác không phải là giàu sang phú quý tột cùng lắm, nhưng mà để lại cái đức độ cho cháu con nó thọ hưởng. Cho nên giờ đây tất cả các anh chị đâu đó đã có một cái cơ ngơi đâu đó vững chắc hết rồi. Thì hôm nay ngày chánh dỗ kỷ niệm, chỉ còn có một cách là làm lễ nguyện cầu cho vong linh của cụ ông được sớm siêu thoát. Đó mới tỏ tấm lòng hiếu thảo. Bởi vì Đức Thầy cho biết là mẹ cha là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già, còn lúc chết thì dường linh đôn quải mới là có chi cũng nấy. Vậy mà dân ôi, ta là thân phận làm tôi phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Thì hôm nay sống ở miền quê xứ đạo, cho nên chị ba cùng với tất cả các chị em đã tổ chức trọng thể ngày lễ xuất phát từ tấm lòng hiếu kính. Đây chẳng những là cái phương châm để báo đáp thâm ân, mà còn là tấm gương cho con cháu mai sau. Nếu mình hiếu thảo mẹ cha thì con hiếu lại với ta khác gì. Còn nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Cho nên hôm nay đó, chẳng những báo hiếu cho ông bà tổ tiên cha mẹ, mà còn làm cái tấm gương cho con cháu mai sau. Thì thưa quý vị, vừa rồi đó anh Út anh có thông quan chút xíu, tức là giờ đây cô bác anh chị em mình ở cái miền Nam đó là mai duyên là tốt phước.
Chỉ cách đây chỉ có một ngày vỏn vẹn thôi, tức là ngày hôm qua, cô bác anh chị em mình thấy không? Nhìn đài đó, dư báo á, là nó đăng lên, cô bác anh chị em mình thấy cũng ba miền Nam Trung Bắc, mà ở ngoài miền Bắc vừa rồi đó, cái trung tâm của Bảo Gia Ly vừa rồi đó quý cô bác, nó vô á, tại cái thứ nhất là Quảng Ninh, cái thứ hai là Hải Phòng, cái thứ ba là tại thủ đô Hà Nội. Vừa rồi đó, gió đó nội mà tốc mái không đó là mấy ngàn căn nhà, còn cây cổ thụ là nó đổ sập không biết là bao nhiêu. Ngày hôm qua đó, báo nó thống kê cho biết đó là gần 20 người thiệt mạng và mất tích, gần 200 người bị thương cô bác anh chị em mình. Gồm một cái nhà cao tầng là 5 tầng, nhà lắp ráp ở tại thủ đô Hà Nội sập nữa, trong đó thương vong cũng hết mười mấy người trong đó nữa. Cho nên cơn bão vừa mới đi qua không là nó cướp đi cái mạng sống của một số người, thiệt hại của cải tài sản. Hồi sáng này đó, báo nó đăng lên đó, ở Quảng Ninh đó, là Trung ương sửa sản rót cho 100 tỷ đặng mà coi như trợ duyên thiệt hại. Nhưng mà ở Quảng Ninh đó, quý vị người ta nói đó là ở đây Quảng Ninh dù sao đi nữa là cái nơi dùng mỏ than, cho nên bà con ta đỡ hơn ở cái vùng trên cao nguyên. Rồi hồi sáng này đó, đài nó báo sau khi cơn bão đi qua, gió lốc nó cuốn của cải tài sản, rồi luôn cả sinh mạng, rồi tàu bè của cô bác anh chị em, cột điện gãy la liệt hết trơn, còn nhà kiến đó, nó bay lả tả như lá rơi cô bác anh chị em. Của là của năm nhà mà, một là nhà nước tịch thâu, hai là lửa cháy còn đâu của mình, ba là nước cuốn thình lình, bốn là con dại của mình phá tiêu, rồi năm là trộm cướp làm liều, nghĩ suy cạn lẽ như rìu trâu sông. Cho nên đó, sau khi đó bà vừa qua một cái trận bão rồi đó, rồi bây giờ hồi sáng này đó là nó báo hiện bây giờ ở ngoài đó là đang mưa với cái lượng mưa rất lớn. Cho nên ở ba tỉnh ở cái vùng cao nguyên, một là Yên Bái, hai là Bắc Giang, còn ba là Lào Cai, hiện bây giờ nước nó ngập tới nóc nhà hết trơn quý cô bác anh chị em. Mà điều này Đức Thầy Ngài đã cho biết rồi, để đến lúc phong ba biến chuyển, cảnh hồng trần tợ biển mênh mông, mới là sợ chết ướt mong mà không ai cứu bởi lòng ác gian. Không, vậy thì bây giờ đó thầy nói câu rồi, thầy nói nếu không tu thì chừng khổ cũng ưng, mà chữ ưng là chịu đó quý cô bác, phải không? Nếu không tu chừng khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão đều mắc trong dòng sanh tử luân hồi, xuống diêm đình thấy tội lỗi ôi đó mới biết có nơi địa ngục. Tỳ xả tội nay còn một lúc, sao không tu đặng có hưởng giờ. Vậy bây giờ đó cũng ba miền Nam Trung Bắc, ngày xưa năm 1868, sau khi cụ Nguyễn Trung Trực đó là đã hy sinh, người Pháp đó nó chiếm cái miền Nam nước Việt mình đó, nó chia ra làm ba miền đặng nó dễ cai trị, tức là Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc Kỳ, phải không? Nhưng mà thầy nói Nam Kỳ đâu phải sống riêng mà còn cung cấp cho miền Bắc Trung. Cho nên hàng năm mình đây là một cái kho lúa gạo lớn nhất ở miền Nam. Có những cái trận thiên tai lũ lụt hạn hán mất mùa đó, mình đem những hạt gạo tình thương ra mình chia sớt cho đồng bào ở vùng ngoài rất là nhiều. Rồi ngày xưa trong thời kỳ Đức Thầy khai đạo á, lúc đó bác Hai Kho đó không phải đi ở tại miền Nam mình không, mà còn đi ra tới miền Trung. Rồi ngài còn có dịp là để chân đất Bắc nữa. Cho nên thầy mới nói chuyển miền Nam địa lung lai, Nam Trung cùng Bắc một tay giáo đời. Cho nên mặc dù ngày xưa người Pháp nó chia ra làm ba miền Nam Trung Bắc, đến năm 1954 đó, sau khi ông Diệm đó, ông cai trị ở tại đây rồi, ông mới chia đất nước Việt Nam mình chia ra lại còn hai miền, miền Nam và miền Bắc. Lấy cầu Hiền Lương Dĩ Biến 17 đó là làm cái nơi đó, là cái nơi chia ra làm hai đường ranh giới. Sau này cô bác mình có tới Quảng Trị đó, ngay chân cầu Hiền Lương là cô bác chúng ta thấy đó là Dĩ Biến 17, là cái nơi bờ Hiền Lương là nó chia ra hai bên Nam Bắc. Cho nên sau khi Đức Thầy ra đó rồi về, ngài mới viết cái bài Vọng Bắc Hòa Nam. Sau này đó ngài kêu ông Hai Cổ đó làm sao giải cái bài Vọng Bắc Hòa Nam. Lúc đó ông nói chữ vọng là trong, trong cho Bắc với Nam đó là nó kết hợp, hòa hợp cùng với nhau với cô bác.
Cho nên Đức Thầy mới nói làm gần chứ những tỉnh xa lúc xưa thì cũng ruột gạ nhau phải không? Mặc dù đây mình chia ra làm ba miền Nam Trung Bắc, đồn lời nói, cử chỉ, hành động và cái việc làm đều có khác, nhưng cũng là dòng da vàng máu đỏ. Vừa qua đó cái cơn bão nó vừa đi qua rồi, cô bác anh chị em mình thấy nó thiệt hại của cải tài sản của con người nó tiêu không biết bao nhiêu. Con nhớ lại mấy câu này cô bác anh chị em mình nhớ, con đọc qua đó quý vị mình thuộc giùm cho con nha. Cửa nhà tan nát thấy chưa? Này cổ lời của ông Thanh Sĩ á, nói cửa nhà tan nát thấy chưa? Chẳng lo tu bổ mà còn cưa rui mè nữa. Cửa nhà tan nát nó đã thấy sụp đổ hết rồi, không lo tu bổ còn cưa rui mè. Giảng hòa nếu chẳng chịu nghe, giảng hòa là giáo lý của hòa hảo mình đúng với cô bác. Giảng hòa nếu chẳng chịu nghe, có ngày không giải mà che thân mình. Có chừng có ngày đó cha nọ bồng con vợ khóc hòa tan nát sớm rìu khổ dữ a, nhà không kẻ ở ôi nấu trước nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Lời xưa di tích rõ việc này, ai muốn mắc hàm rập rồng mây, hãy ráng nghe lời ta mắc trước không nhìn đạo đức phải vời thầy. Vậy thì bây giờ trong ba miền Nam Trung Bắc, mà miền Nam mình đó cô bác mình thấy đó, hồi nào giờ ít có bị bão lụt phải không? Ngày qua đó cái nhà khảo cổ đó xưa đó có để lại đó, nó hồi ngày xưa sở dĩ cái câu mà năm thìn đó là người ta nói năm bão lụt, năm thìn là bão lụt phải không? Người ta đó khảo cổ lại, lần này là lần thứ ba, năm 1904 tức là năm Giáp Thìn ngày xưa năm 1904, một trận lũ lụt trải qua rồi đó, từ ở Vũng Tàu dài tới Cà Mau không đó, là nó càng quét là trên 80% nhà của dân, cây cối đổ sập chết gần 5.000 người. Năm 1904 trải qua thời gian là nó Giáp Thìn lại một lần nữa là năm 1964. Lúc đó là từ ở Huế tới Bình Định đó là bình địa hết trơn cô bác anh chị em mình. Hồi đó đó năm 1904 ta gọi là năm thìn bão lụt, mà tới năm 1964 ta gọi là đại họa năm thìn. Năm nay tới 2024 là tròn lại 60, bước qua 61 năm là một giáp lớn nữa. Cho nên hiện giờ hồi sáng này con nghe đài khí tượng thủy văn nó báo phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cái phước nó không có chịu đi đâu mà cái quả nó không chịu đi chứ. Cái cơn bão Gia Ri vừa rồi đó, nó mới vừa đi qua, giờ này đang thành hình trên biển hai cơn bão nữa, gọi là bão số 4 và bão số 5. Nhân sanh gặp cảnh cuốn cuồng, chưa xong nhân quả đã tới tuồng thiên tai. Mới bão lụt chỗ này chưa dứt, rồi kế xảy ra động đất chỗ kia. Đối đau chết chóc chia lìa, nhân sanh gặp cảnh đập địa thiên tai. Cho nên ở miền Nam nước Việt mình dầu sao đi nữa đó, bão nó cũng ít có tàn phá, chứ thật ra ở đây mình nhà tạm bợ nhiều. Bão mà vô đây cái rồi đó, theo con biết là chắc không có cái nhà nào còn đâu cô bác. Gió mà cấp 16, 17 mà nó không phải 180 cây số giờ đó, không có cái gì còn chân với cô bác anh chị em. Mà thầy nói là thấy biển khổ đâu an lòng đặng, sông thiền ra đặng cứu vớt sanh linh, miễn cho má tánh dẹn mình hết cơn bệnh tật và hết tinh đạo tà. Cho nên hiện bây giờ con số cô bác anh chị em mình đó, mẹ đang trông con ở ngoài biển chưa về, vợ thì trông chồng ở ngoài khơi chưa vô. Một trận bão đi qua mà con xa cha, vợ xa chồng, rồi bậu bạn chia lìa, anh em thân cấp, của cải tài sản như đám hù dân trước gió như bọt nước mây bèo. Bữa nay con nói cái này cô bác anh chị em mình nghe có đồng tình quan niệm với con không nghe? Cô bác anh chị em mình hổng gài có nghe nói về cái cô Phương Hằng không? Cô Phương Hằng mặc dù cổ là đời, bữa nay cổ nghe cái clip tôi đó rồi cô về cố gắng suy nghĩ lại chứ đừng có chửi tôi nghe. À, bữa nay nói thiệt à, cô Phương Hằng đó nếu mà cổ chịu tu cái nữa là ngon lắm quý cô bác. Biết vừa rồi đó tôi nghe cái lời câu nói cổ, mặc dù cổ chưa có tu, chỉ có làm phước thôi, quỷ hằng hữu đăng mẫu tiêm cho tất cả trẻ em nghèo thôi. Nhưng mà cổ nói câu nghe hết sức hữu tình. Biết cô nói sao không? Nếu mai kia mốt nọ mà Phương Hằng này có trở về với sự trắng tay đi nữa,
Hương Hằng cũng vẫn an vui mà sống với cuộc đời này không bao giờ biết buồn đau. Hỏi sao ạ? Chào đời ta chẳng có chi, chết rồi cũng chẳng có gì của ta. Phải không? Hồi lúc mình mở mắt chào đời là ra đời là hai bàn tay trắng, chết rồi thì cũng trắng hai cái bàn tay. Mặc dù không biết cổ nói được, cổ làm được hay không, mà cô bác anh em mình thấy không, người ta làm công ty Đại Nam đó, đầu tư vô đó không biết mấy ngàn tỷ mà nói. Của cải tài sản vật chất người ta nhiều, nhưng mà cổ có nhắc lại câu của nó, thân ta mà còn rài đó mai đây thì của ấy cũng khi đang khi hiệp thôi. Phải không? Ngoài bộ áo liệm chính gia cùng tội với phước theo ta không rời. Vậy khi còn sống ở đời hãy nên làm phước cho lời thêm vô. Nhà hàng, biệt thự, ô tô, câu nào có thể đem vô quan tài. Nhắm mắt để lại đời xài, quan tài chỉ liệm cái thi hài của ta. Cho chàng hấu tay. Phải không? Hỏi đem được gì hả mang, không mang được gì hết. Cho nên thi hài chỉ đẹp, quan tài chỉ liệm thi hài của ta. Cùng những thứ đã cho ra và những thứ cho người ta theo mình. Phước là tài sản vô hình. Cái phước mặc dù cô bác mình không có thấy, nhưng nó là một cái tài sản vô hình đó quý cô bác. Cho nên Đức Phật Ngài nói hai câu này hết sức ân tình. Nếu cô bác chúng ta áp dụng trong cuộc đời hành đạo, tôi tin tưởng chắc rằng cô bác chúng ta sẽ được nhiều cái lợi lạc. Lợi danh mọi thứ vô thường, chỉ còn công đức là dắt đường ta đi. Không mà con nói vậy cô bác anh em mình có đồng tình với con không? Lợi danh mọi thứ đều là vô thường hết, mà chỉ còn có cái công đức thôi. Cho nên thầy mới nói là nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rải. Đem rải hầu non chỉ có tội phước khởi còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Phước nhiều tiên cảnh lên rải, còn tội nhiều xa đọ nhiều ngày thảm thê. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp là khó bề tính to. Vậy bây giờ nó xảy qua trận bão đó, chỉ còn cái phước là còn thôi. Còn nếu không là kể như tiêu, sạch sành xanh phải không cô bác? Thương mấy người đời không dỗn không, ruộng giường nhà cửa có rồi không, vợ con cha mẹ lâu rồi mất. Rốt cuộc hai tay cũng nắm không, cảnh khó trăm khôn toàn giả dối. Ngàn mưu ngàn kế cũng quên không, suốt đời lo lắng gầy cơ nghiệp rồi nhắm mắt hai tay cũng nắm không. Ngày qua nhà báo Hoàng Nguyên Vũ đó có đưa lên cái hình ảnh của một chú này. Nhà cửa của cải tài sản của cha mẹ để lại một cái nhà thờ, tới chừng qua rồi nó tốc mái hết trơn, trong nhà nó cuốn trôi không còn bất cứ một thứ gì hết. Chú vô rồi đã chỉ gom gom nước mắt mình nhìn lại căn nhà trống trước dột sao với cô bác. Cái thân mình mà còn giữ không được huống chi là của cải tài sản. Thân ai cũng án tử hình. Cái thân của con người mình có mở mắt chào đời này là có cái bản án tử hình hết rồi. Khác nhau chút đỉnh thời gian ngắn dài thôi. Người thì sống được dài, còn người sống được ngắn ngắn chút. Lỡ sanh trong kiếp trần ai, gán lo tu niệm để mai bớt sầu. Bây giờ mình gán lo tu đó, đặng cho nó mai nó bớt sầu. Tu là phúc của thân hiện tại, tu là vui của cải đời sau. Nói thì nhiều khi nếu ở miền Trung, miền Bắc, người ta nghe cái ta phân bì đối với miền Nam mình, phải không quý cô bác? Chứ thật ra mình miền Nam mình đã sở dĩ không có thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, không có bị đói khổ là nhờ cô bác anh em mình gì biết không? Nhờ có cái mình biết lo ăn chay, biết lo mình niệm Phật, biết lo mình làm lạnh nè. Rồi mình biết lo cúng lại nè. Thầy nói tu cầu thuận gió mà quả, quả mưa. An hòa dân vật và phước thừa trời. Trời bán. Chứ nếu bây giờ không có phước là giờ này cô bác anh em mình mà đầu thai ngoài miền Trung với miền Bắc đó, qua trận bão rồi đó cô bác anh em mình thấy đó, không biết giờ này đó mình còn gặp thân nhân, còn gặp thân bằng quyến thuộc gì nữa không, phải không? Mà giờ đây cô bác anh em mình tu có cái thầy nói biết khôn tìm kiếm ma ha thôi. Tức là tìm kiếm cái đại đạo. Rồi mở câu lục tự nữa là hay quá mấy con, câu này mới chính xác nè. Biết khôn tìm kiếm ma ha, chỉ một câu lục tự thôi là nhà nhà bình an. Hay là hồi nãy đồng đạo đọc á, biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng để nhằm mục đích là đưa nhân loại đi giao giống. Vậy cô bác anh em mình sống ở miền Nam nước Việt mình thấy có hạnh phúc không cô bác?
anh biết không? Nghèo, nghèo thì có ta đem gạo tới ta cho. Đau đó có đem đó, xe cấp cứu tới chuyển bệnh viện. Nhà sập đó, tất cho ở, đường lỡ đất cho đi. Chết còn đi lợi cầu nguyện nữa chứ. À không, làm ốm đau bệnh hoạn thì lỡ có phòng thuốc miễn phí. Cho nên nó hổm lại đó, làm một tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo, tôi cũng có một phần nào hãnh diện đối với tôn giáo bạn. Bởi vì hổm lại đó tôi nghe tới YouTube có lên nói, nói à, cái ông Thích Tệ Hải đó ở ngoài chùa Long Hương ở Đồng Nai á, mặc dù ông xuất gia nhưng mà mỗi lần đó, anh em có bệnh tới ông bán chai nước tương 200 ngàn. À không, bán ký gạo đó là mấy chục ngàn. À không, lại đó đó ăn nhờ ở đậu, tốn tiền tốn bạc đủ thứ, mà ông là xuất gia. Xuất gia là xa nhất rồi đó, vậy mà ông còn thâu vô hoài. Còn tư ngoan của mình, tôi bác mình biết không, tư ngoan là một tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo. Cô bác mình hốt một ngày là trên 4.000 thang thuốc, mà có lấy ai đồng xu các bạc nào không cô bác? Có không? Phải nói là cái người tại gia, người ta không có bảo thủ mà còn lợi lạc cho đời. Tu không giúp đỡ thôn lân, chữ tu ấy có ai cần làm chi? Nhũ khuyên khắp hết tăng ni, chớ nên yểm thế hãy đi độ đời. Đường cơn ách nước tay trời, ngồi không tụng niệm sao rồi chữ tu? Ví dầu mất buổi công phu độ người khỏi nạn thì chữ tu vô trò. Vậy bây giờ đó thầy dạy cho người tại gia kinh sĩ, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, vừa đem thân cống hiến cho đời mà cũng không rời chữ đạo nữa. Đã chánh đạo thêm còn sức khỏe đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn vẹn mười ơn mới đạo làm con lúc sanh sống cho nên phụ bạc. Cho nên cô bác anh chị em mình thấy người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, cô bác chúng ta làm những cái công tác từ thiện xã hội, nghe theo lời của Đức Thầy mà, giàu sang nghèo khó cũng người, nên ta thương hết dầu cười hay khen. Lòng nhân sinh khá đập rèn, thạch sùng dương phải sắp đèn ai ưa. Thánh hiền nôi tích đời xưa, nhờ tâm từ thiện mấy người ưa. Ưa kính thờ, để chết rồi cũng bỏ của bơ vơ thôi. Khi chết rồi cô bác anh em mình không mang được gì mà bỏ của lại bơ vơ nữa. Bởi hồi đó đó, Đức Thầy đi khuyến nông đó, Ngài viết lên cái bài khuyên người giàu lòng phước thiện đó. Thầy nói đó, ông nào lòng dạ hải hà, động tình bác ái ra mà. Ra mà làm đi, giúp người đó khó nhu mì, dạy nó tâm trì, niệm Phật làm ngay. Rồi bà nào quá bộ hữu tài, tiền nhiều đất rộng cò bay múc đồng. Cơn này bố thí cho xong, để khi nhắm mắt rồi bên chồng nó dằn chia. Cái này là có chính xác phải không mấy cô? Rõ ràng có phải không? Chính xác là như vậy. Vậy thì bây giờ là một tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo, cô bác anh em mình nghe theo lời của Đức Thầy rồi. Khùng cả tiếng kêu dân ơi hỡi, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm. Đến loạn ly, khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng. Chuông đồng Phật bự chẳng làm phước, để làm hung dữ rồi vào chùa lại Phật mà chừng. Mà con bảo đảm cô bác anh em mình luôn, lời Đức Thánh Ngài nói không sai dạy. Nếu cái người nào mà hàng ngày cô bác chúng ta đó tranh thủ để làm công việc lành đó cô bác, làm công tác từ thiện xã hội đó, cô bác chúng ta mừng đâu thắng đó. Làm ăn càng ngày càng lên phơi phới, bởi vì đó làm phước ác sẽ có phần. Tu tâm tích đức rồi lần lần nó giàu sang. Phước đức quý hơn bạc vàng, khuyên người giác ngộ mà chuyển sang làm lành. Cho nên Đức Thánh Ngài mới nói đó, tòng thiện như đăng, tòng ác như bạch. Tức là cái người mà làm cái việc lành nó cũng như ngạn cạn đi lên. Còn cái người mà làm ác đó, gia đình Ngài nó cạn sụp đổ với cô bác. Thấy không? Cấp cô độc là nhà bá hộ, còn đành lòng bố thí xả thân luôn. Chữ vinh hoa phú quý chẳng cần, mới hiểu đạo hơn là châu báu. Vậy bây giờ cô bác anh chị em mình đó, thầy kêu mình gắng cố gắng đó, hàng ngày gắng cần kiên niệm Phật và làm lành, thường trao dồi chí hướng cao thanh cho khỏi thẹn con lành của Phật giáo. Suốt cả cuộc đời mình làm lành mà lành thấy chưa đủ, chung thân hành thiện, thiện ư bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Suốt cả cuộc đời mình làm lành mà thấy cái lành nó chưa đủ, một ngày mình làm ác là thấy cái ác nó có dư rồi đó quý cô bác anh chị em mình.
không? Cho nên đó, thầy kêu mình làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác và quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, phải không? Vậy bữa nay con trở về đây là tại đây đó là cái làng Long Khánh, là cái làng đức thầy chê ngày xưa. Mà nếu á, ngày nay đó con biết đó, khi thầy mà trở lại vào đó là thầy sẽ khen cái tấm này, khen chắc ăn 100% luôn. Bởi vì cao thân phận rạng dân hiếu để mới thỏ dạ thầy nơi chốn bây giờ. Đừng chia lìa bắt tổ Nam Tông, chỉ biết giống là không thượng tổ. Vậy thì bây giờ mình tu đó, cho người ta chê mình mới tiến bộ, còn cho người ta khen đó là mình ngại cạn tệ. Bởi vì người ta khen mình đẹp rồi mình đâu có sửa thêm đâu, cho nên ngại xấu. Còn người ta chê mình xấu, mình ráng cố gắng mình sửa. Không, mình nói gì phải không chị ba? Chính xác là như vậy. Vậy là bây giờ đó mình tu đó, đừng mong cho người ta những cái lời khen mà cầu cho người ta chê. Người ta chê chừng nào đó là mình càng tiến bộ hơn. Nãy với cô bác anh chị em, tu phải chịu năm đào mười đụng mới có ngày nên hình cốt Phật tiên, chớ ngã lòng trước cảnh đảo liên, gắng cố gắng gieo duyên đạo pháp. Trước rất lạnh thì sao ấm áp, còn sung sướng nay mai lại khổ đau. Công phu nhiều thì quả mới cao, chứ lơ là quả làm sao ngộ đạo, phải không? Tu trong bụng chứ tu ngoài áo, còn đạo tại tâm chứ nào đạo tại mồm. Mình tu đó mà ta nói tu chỉ còn dở ngàn gánh cố gắng là mình về mình cố gắng thêm. Còn ta khen mình hoài là cũng như người ta đưa vô mình liều thuốc ngủ 40 viên đó. Uống rồi là ngủ yên tại chỗ luôn. Khen là cái như mình cải tệ, mà chê đó mình mới có cái sự tiến bộ, cô bác anh em mình. Không? Đó, vậy thì bây giờ xin thưa quý vị, ở Đồng Tháp mình là một cái tỉnh coi như nó rộng nhất trong mấy tỉnh miền Tây. Đồng Tháp mình từ ở trên Thường Phước mà dài xuống tới gặp dưới Vĩnh Long dưới, gần cả 100 cây số dưới á. Đồng Tháp của mình là được chia ra làm 3 cái thành phố. Thành phố Sa Đéc nè, thành phố Cao Lãnh nè, rồi trên này là thành phố Hồng Ngữ nữa. Cái Đồng Tháp mình mà chia ra làm 3 cái thành phố cùng lượt một, cho nên cô bác anh chị em mình thấy đó, gắng cố gắng tu đằng sau này gặp Phật gặp thầy ở Long Hoa Đại Hội nha. Trao thân phận rạng danh hiếu để mới thỏa dạ thầy nơi chốn mây đồng. Đặt cái lòng tin đối với cái Đồng Tháp này, đối với cái làng Long Khánh này lắm với cô bác. Hồi đó cách đây 10 mấy năm trước đó, con trở về đây đó, cái phương tiện điều kiện mà đi đám từng đó, đi bằng toàn là vỏ, với toàn là đi bằng mấy chiếc kẹt không à, vì mấy chiếc ghe mà đi rất là vui. Bởi vì ở đây đi cái phương tiện xe cộ nó không có thuận tiện, là tại vì còn nó qua cồn không hả, cù qua bến đò đồ này kia, cù lao nó rất là nhiều trong đó đó. Vậy thì bây giờ xin thưa cùng quý cô bác anh chị em, vừa qua đó con nói cái lời nói đầu cùng quý cô bác anh chị em mình rồi, bữa nay lên chương trình trao đổi đó, cô bác anh chị em mình đó, con tới đây lần thứ hai rồi. Quý vị mình coi có cái ý gì ha, là câu giả hay hoạt giả, là có cái đề tài gì đang đặt để cho con, đang con gặp gỡ cô bác anh chị em mình không? Nãy giờ là nói đầu hết sức lâu đó quý vị, cực kỳ thiệt. Thì thôi bây giờ gì nữa nha. Bây giờ là tôi xin đại diện cho quý bà con ở xã Long Khánh này và đưa lên để hai câu. Hai câu đó thầy nói là bá gia hải đáng làm lành, mà làm lành là làm sao, làm sao mà đặng gọi là niệm Phật cho rằng đặng thấy thần tiên. Bây giờ niệm Phật sao có đặng gì chứ, bây giờ đạo tràng niệm Phật có Long Khánh mình, tôi nói cho đệ biết, một tháng gần hết tháng luôn, tìm lắm niệm là đạo tràng Ba Dung, đạo tràng Tám Dinh, rồi đạo tràng Úc Đào, rồi đạo tràng là Tám Tiết gì ta đấy, còn cái đạo tràng ở làng ban trị sự xã B nữa, với bên chùa An Bổ Tự, ế chùa gì Bảo An Tự nữa, là xong hết tháng luôn. Rồi kể như là quý đạo niệm Phật hoài không đi đám dỗ chứ, rồi nó tôi làm sao dám làm đám dỗ lớn, làm đám dỗ lớn rồi quý vị kẹt hoài chết rồi. Thôi giờ mời đẻ dạy nghĩa cho hai con đó cho quý đạo đi. Xin cô bác mình cổ vũ cho cái ông dân chủ một tràng pháo tay khích lệ tinh thần ha. Cô bác mình có đồng tình không? Bữa nay con thấy mấy cô mình lớn tuổi không, mà chuyên tu về tịnh độ không, hỏi cái này chắc là trúng tủ rồi phải không? Thưa với toàn thể quý cô bác anh chị em,
Vậy thôi, bây giờ trước khi đó vô cái đề tài này đó, con kể một câu chuyện ngắn thôi, chừng khoảng 5 phân thôi. Đó, câu chuyện này rất là hay với cô á, mà nó cũng đúng vô với cái câu mà thầy nói nữa. Đừng khi nhà lá một canh mà biết niệm Phật sao bằng, sao bằng bạc muôn, rồi giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn bão lớn chứ mà mưa lớn. Thầy nói gặp cơn mưa lớn mà cái này là cơn bão ngạn qua, này nó tới cấp 12 lận. Cho nên gặp cơn mưa lớn nó tuôn, tuôn con giờ một, cô bác anh chị em mình thấy không? Mà hồi đó đó, cô bác anh chị em mình thấy đó là nó còn xa xôi, mà bây giờ nó về kề cận tới bên nước Việt Nam mình rồi đó. Cơn bão đó, gia ri vừa rồi đó là nó qua, nó tàn phá thiệt hại bốn nước. Đầu tiên là bên Nhật Bản, nó mới qua bán đảo Philippines. Philippines nó mới qua bán đảo Hải Nam bên Trung Quốc. Trung Quốc nó mới về Vịnh Bắc Bộ, mấy cái tỉnh ở ngoài miền Bắc của mình, cô bác. Cho nên chỉ có một trận bão đi qua không mà bốn nước nó thiệt hại hết trơn, mà còn nước tương mình mới còn bình an ngồi đây thôi. Dạ, nhờ vậy đó mà nước tương mình còn bình an mà ngồi đây ăn đám dỗ thôi, chứ không thôi mình cũng khổ như người ta thôi, phải không? À, thì thưa quý cô bác anh chị em mình, cái câu chuyện trong cổ học kinh qua đó, một hôm nọ đó, tức là bạn của thầy Mạnh Tử đó, quý cô bác anh chị em mình, là một cái người tại gia cư sĩ, có gia đình rồi, nhưng mà cái cuộc đời của ông sống rất là thanh mạnh. Mặc dù nghèo mà thanh hơn giàu, mà được là dung trồng cổ phước về sau. Mặc dù cuộc sống rất là nghèo nàn, nhưng mà họ giữ cái tấm lòng rất trong sạch. Thầy nói chữ bần tiện khuyên dân đừng nại, miễn cho ta trở lại ngai đàn. Chữ vinh qua giờ chớ có màn, bởi giả tạm của đời con hạ. Cho nên nó một hôm nọ đó, quý cô bác anh chị em mình, sau khi đó bạn của thầy Mạnh Tử mất, ông này ông mất rồi, lúc đó đó thầy Mạnh Tử mới lợi. Nhưng mà người ta nói cái câu đó là nồi nào là dung đấy. Ông chồng ông sống rất mực, là cái người ngay thẳng công bằng, mà bà vợ bà cũng nương theo. Thưa chú quý vị, cho nên cái lúc lợi đó sửa sạn làm lễ nhập mạch an táng. Lúc đó đó là vợ của người bạn thầy Mạnh Tử mới lấy cái tấm chăn ra đặng mà sửa sạn, quấn cái xác của chồng mình lại đặng làm lễ khâm liệm. Nhưng mà ngặt có nỗi con cái là vì hoàn cảnh gia đình nghèo, cho nên cái tấm chăn nó hơi ngắn. Bà lấy cái tấm chăn ra, bà chải đâu đó ngay thẳng, bà để cái xác của chồng lên, bà quấn thì nó thấy ló hơn cái đầu như ló hơn cái chân. Tại vì đó, cái thân thì dài mà tấm chăn thì nó ngắn, cho nên bà quấn hoài. Có một người bước vô mới nói như thế này: tại sao cô lại dở như thế đó? Cái tấm chăn thì nó ngắn, nếu mà quấn mà nó để chải ngay như vậy thì nó thiếu ở trên mà nó hụt ở dưới nữa, nó ló đầu rồi nó ló đít nữa. Cô bác anh em mình á, ông mới hiến ra cái kế. Bây giờ cái tấm chăn nó lớn, bây giờ cô quay lại cái bề xéo, phải không? Lấy lại cái bề xéo là cô để cái xác rồi, là cô quấn gọn cái là nó dư ở dưới mà đi chân. Mới vừa hiến kế xong đó, bà vợ bà mới nói không được. Chồng tôi cả một đời sống á, mặc dù nghèo nhưng mà rất là trong sạch và ngay thẳng. Cho nên á, thà là để ngay thẳng mà nó thiếu một chút tôi cũng đồng ý. Cái câu nói nghe hết biết hay không cô bác anh chị em mình? Để mà chồng cho tôi cho cái xác nó ngay thẳng, cho cái tấm chăn nó ngay thẳng, mà lỡ nó có thiếu một chút đỉnh giờ á, tôi cũng mãn nguyện và hài lòng. Còn để tấm chăn mà nó xéo xẹo đó, quấn dù cho nó có dư đi nữa tôi cũng không chịu, và chồng tôi cũng không mãn nguyện. Bởi chồng tôi ngày xưa là cái người sống rất là ngay thẳng, chứ không có sống xéo xẹo như thế này. Câu chuyện mặc dù nó ngắn gọn, nhưng mà cô bác anh chị em mình ơi, mình tu đó, thầy nói với mình đó, tuy tu hành chịu chữ gì đó, chịu chữ nghèo nàn với chịu thiệt thôi. Mình xách cái đám từng đi cầu nguyện mà người ta cứ nói mình nó toàn là đi đảo bánh men, đi đảo chè không, đảo xôi không hả? Người ta nói nặng mình đó, mình biết không mấy cô? Biết không? Biết.
biết mà tại tôi không trả lời là tại vì tôi tu. Tại vì tôi tu mà tôi không trả lời, chứ bà nói nặng tôi biết chứ. Bà nói tôi đi ăn trực tôi biết chứ. Bà nói tôi đi ăn bánh mang tôi biết chứ. Nhưng mà nghe theo lời của Đức Thầy là phận tu hành tai giác. Tôi phải lì gì đó. Phận tu hành tai giác mặc lì, chịu cay đắng của người sang sớt. Lòng sầu riêng hãy nên nguôi bớt, đừng thở than rồi bận đến lòng ta. Mình đi niệm Phật thì họ nói mình đi kiếm cơm không kệ. Chắp tay niệm chữ Di Đà, lòng ta biết rồi ai mà. Lòng ta biết rồi ai mà bác ơi. Bây giờ thà là sống nó ngay thẳng mà nó thiếu một chút cũng vẫn an lòng. Chứ để sống đi mà nó xéo xẹo gì mà có dư giờ cũng không há. Không, con nói vậy cô bác anh em mình nghe có lý không? Một câu đơn giản nhưng câu chuyện hết sức là hữu ích. Thôi, thà là mình sống nghèo thầy nó, thà nghèo thanh hơn giàu mà được lo dung trồng cỏ phước về sau. Muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí để diệt lòng. Diệt lòng ích kỷ, tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ của thế trần như bọt nước lần mây thôi. Vậy bây giờ đó, cái thân của mình giữ còn được, huống chi là của cải tài sản đó quý cô bác anh chị em. Đó, bữa nay nút ẩn đó thay mặt cho cô bác anh chị em mình mất, mới hỏi đệ thiện qua hai câu. Không, hai câu này cô bác anh chị em mình thấy đó, con thấy đó, nghe hỏi rồi ai cũng cười mỉm mỉm hết trơn là vô tủ rồi. Nói tới vô tủ con mới nhớ, hồi kỳ đó có ông này ở ngoài miền Trung á, mà ông đi vô cái hội trường, bữa đó anh Tư Đậm lúc anh còn sống. Anh nói về cái đề tài ăn chay. Anh nói đề tài ăn chay đã đời cái ông ngồi cái ghế đó, ông ngồi mà ông vuốt cái mặt ông mà ông cười mỉm mỉm hoài. Anh em ta mới thấy lạ, hỏi gì chú ơi, bộ bữa nay cái đề tài ăn chay bộ trúng tủ ông hay sao rồi chú? Nói trúng chứ, bữa nay trúng tủ bởi vì tôi mỉm mỉm tôi cười hoài nè. Anh em ta hỏi chứ ông ăn chay trường được bao lâu rồi mà ông nói trúng tủ, nó đâu có ăn chay trường đâu. Bởi ủa, ông không ăn chay trường sao trúng tủ? Bà con ở đây ta ngồi trước mặt ông ta ăn chay người từ 40 năm, 30 năm, người ít nhất cũng từ 10 năm, 20 năm hết rồi. Mà ta ăn chay trường không đó, còn ông chưa ăn chay trường mà ông nói sao chút tủ. Rồi ông chưa ăn chay trường rồi ông ăn chay tháng mấy ngày, nó ăn chay tháng 4 ngày. Hỏi ông ăn chay tháng 4 ngày mà được bao lâu rồi, nó dạ mới ăn có 1 tháng. Tại vì ông ngoài miền Trung ông đi vô mới ăn được có 1 tháng hả? Rồi ông nghe anh em đồng đạo nói đạo rồi bắt đầu ông ngồi ông mới thấy ông mãn nguyện ông vui. Đây anh em ta quay qua ta nói trời ơi tưởng gì, tưởng ông ăn chay trường ông ăn được mấy chục năm. Ai vậy ông ăn chay tháng có 4 ngày mà ông ăn mới con tháng nay là vậy mà ông cũng vinh câu mà ông mà mãn nguyện nữa. Ông biết đó trong hội trường này toàn là ta ăn chay trường không, người mấy chục năm không. Ăn chay ngày không ngày nào ta cũng ăn hết mà ta còn chưa nói chút tủ nữa. Ông nói ấy. Tại vì ông nhìn thấy ở trong hội trường á, thì ông thấy tôi còn dở hơn á, là trong hội trường. Nhưng mà so ra từ đây ra ngoài miền Bắc được bao nhiêu người ăn chay được như tôi. Tại vì ông đó ông so đo lẽ trong cái hội trường. Hội trường này tôi là cái người đứng ở thứ bếp. Mà bây giờ so ra từ đây ta tới ngoài miền Bắc đã được bao nhiêu người ăn chay tháng 4 ngày như tôi. Thì ông nói câu mặc dù nghe nó nhẹ mà nó hay sao đâu của mấy cô. Phải không? Tại vì mình so sánh rộng cho nên thầy nói thương trần ta mới đánh liều mong người tu tỉnh ít nhiều cũng hay. Tu chùa, tu chợ, tu nhà, tu đâu cũng được miễn là có tu là được rồi. Bất cứ ở chỗ nào cũng được hết miễn cô bác anh em mình gặp chỗ nào mình cứ việc mình tu chỗ đó đi quý cô bác anh em mình. Tu là để vốn tầm ra đường giải thoát, tu không để lòng Phật ý với thế gian. Tu đi dồi cao tâm tánh được minh quang, tu không vướng mắc bức màn trần tục. Tu đi dập tắt nỗi lòng tham dục, những sắc son là làn sóng dậy tối tâm. Vậy bây giờ mình tu là nhìn lại chính mình, chứ không phải tu để đi rình người ta. Mình tu là mình trở lại nội tâm, mình tu chính mình nè, tặng cho nó mau thành đạo. Chứ tu bên ngoài hoài đó, mình tu cả cuộc đời đó không có đắc đạo được cô bác anh chị em mình. Tu hành mà được nhất tâm thành công chắc chắn như cầm ở trong tay.
tu lâu chẳng thấy Phật đài, bởi vì tu miệng mà chẳng hay tu lòng. Đưa ra chỉ có một đồng, thu vào cả vạn tiền công tiền lời. Mới vừa đi vô cúng Phật mới có 20 ngàn, cái nó quỳ xuống nó giái là Đức Phật độ cho con chúng 2 tỷ. Câu gì đó rồi làm sao đây? Đưa ra chỉ có một đồng rồi thu vào cả vạn tiền công tiền lợi. Mới vừa niệm Phật ban mơ, kế chiều đó lại muốn ngồi tòa sen rồi. Nghinh ngang làm thiếu lấy thừa mẹ cha, chẳng kể dối lừa ngổ ngang. Ngày nay mới đến Phật đàn niệm một câu Phật, nó đòi an bệnh liền. Làm ác gần 60 năm mà niệm Phật mới có 2 ngày nó đầu trừ hết trừ, sao nổi không? Trừ sao được mà trừ? Chẳng làm phước để làm hung dữ rồi vào chùa lại Phật mà trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư dụng tâm ý chứ không dụng dụng vật với cô bác anh chị em mình. Đó, cho nên Đức Phật Ngài nói mấy câu này hết sức thủ tình. Con đọc cô bác anh chị em mình nghe, nghiền ngẫm từng chữ từng câu giùm cho con nghe. Xưa nay dai đóng nợ nần, bây giờ đem trả một lần phải hao. Chẳng vậy nợ cứ triền lao, nếu mình mà không trả một lần một trong kiếp này ngồi quả đó nó cứ triền lao hoài. Chẳng vậy nợ cứ triền lao, đời này trả đến đề đời sau không cùng. Xin người đừng thở than luôn, thuận hay nghịch cảnh mặc tình đừng nao. Đừng vì hoàn cảnh khổ lao đem lòng đạo đức mà lãng sao lu mờ. Đừng bì với kẻ nhuốc nhơ, mình đừng với bì với cái kẻ mà nhuốc nhơ nha. Chê mình tu quá mình nói tao gì tu đỡ thằng kia nó quậy đó làm sao. Mình nói mình thân bị vậy đó nha, kể như ngày mình tu ngạn xuống. Mà nếu mình tu đó mà làm sao mình nhìn cái người mà ta cao hơn mình á. Mình nói tại sao mình tu gì kệ, người ta cũng tu mà tại sao người ta tu ngon hơn mình. Ngày nào người ta cũng đi niệm Phật, ngày nào người ta cũng đi làm lành. Còn mình tu gì đâu mà.